Hello, xin chào các fly. Hôm nay lại một ngày thật nóng đúng không nào? Nắng quá trời nắng luôn. Và bay cũng đang mặc bộ đồ hôm trước. Không phải đâu, thật ra là hai video quay trong ngày, nhưng bay lười đang trong ngày đó. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh về cái gì đó chính là hai cây sui sui, bạn gỗ và bạn gỗ hoa văn. Nó khác nhau những cái gì và giống nhau những cái gì? Giống là tất cả đều dài 1 mét. Và khác là khác cái gì? Ở đây bay có hai cây nè. Rồi, bay sẽ tháo hai cây ra. À, lộn, hai cây này chưa được lắp ráp các bạn nha. Phần lưỡi, phần vỏ. Về đồ nặng thì hai cây nặng như nhau. Về giá tiền, một cái là 550, một cái là 450. Và có các đợt giảm giá theo voucher, theo sàn và theo đủ thứ hết. Chắc chắn bạn có sẽ để 2 tầng tặng kèm trị giá 100 mấy ngàn, với lại có quà tặng kèm ngẫu nhiên nữa. Đừng quên nha. Trước tiên nào, đây là cái vỏ. Loại mới là một mặt có hình, một mặt không có hình. Nhưng bên mới xuất hành thì họ nghĩ là bên mặt chỉ có một hoa văn thôi. Nếu mà cây kiếm mà vác ở phía bên này nè, cái mặt hoa văn sẽ nó hiện ra ngoài đó. Cái vỏ của cây lưỡi hoa văn nó sẽ bóng hơn. Còn vỏ cây lưỡi thường nó sẽ không bóng và có màu hồng. Một màu đỏ, một màu hồng. Hai cây khác nhau. Ở cái đuôi của vỏ gỗ thì nó có thêm một cái nấc màu vàng nữa. Tiếp theo là cái phần lưỡi. Tất nhiên rồi, cái lưỡi thì một cái hoa văn và cái thường nó khác hoàn toàn nhau. Một cái lưỡi bạc cho kiếm kiểu loại thường. Và kiếm lưỡi hoa văn cho kiếm hoa văn. Đây chính là sự khác biệt chính của kiếm hoa văn và kiếm lưỡi thường. Được cái lưỡi này làm hoa văn rất là nét, rất là đẹp. Tiếp theo là cái phần chuôi kiếm. Đây là hai cái chuôi kiếm của hai loại kiếm khác nhau. Nếu các bạn thấy rõ thì cái loại kiếm thường nó là đẹp hơn của cái chuôi của loại hoa văn. Đây, chuôi hoa văn là một miếng gỗ bóng như thế này. Cả cách quấn, cả loại vải quấn nó đều không đẹp bằng cái kiếm gỗ thường. Và kiếm gỗ thường có bọc da bên trong nữa, các bạn nhìn kỹ là thấy nè. Về cái đuôi thì cái kiếm gỗ thường ăn đứt cái kiếm gỗ hoa văn. Nhưng tại sao không thay cái đuôi kiếm này qua kiếm kia? Tại vì cái lưỡi kiếm được thiết kế phù hợp cho cái đuôi kiếm. Các bạn nhìn này, cái độ lớn nó hoàn toàn khác nhau. Nên bạn không thể nhét lưỡi của kiếm này vô đuôi của kiếm kia được, mà chỉ có thể nhét vô đúng cây mà mình muốn. Bạn là một người thích đồ chế, hãy mua một cây thường, độ lại nó thành cây hoa văn. Làm thế nào ta? Đó chính là làm một miếng giấy dán như thế này. Các bạn dán lên rồi sơn đen hết. Rồi cái phần dán các bạn sẽ sơn đỏ. Ồ, nghe các bạn khó ha. Thật ra thì bay không làm được đâu. Nếu các bạn có hoa tay, chịu khó vẽ sơn thì ok thôi. Các bạn có thể tự đồ chế hoa văn cho kiếm thường, nó sẽ đẹp hơn là một cây hoa văn. Nhưng mà nói chung là kỳ công đó các bạn ạ. À, đây là vòng bảo vệ tay. Cái lỗ của vòng bảo vệ tay loại gỗ nó nhỏ hơn cái loại thường nè. Cái loại hoa văn thì nó nhỏ hơn, các bạn thấy không? À, các bạn đã biết chi tiết sự khác nhau giữa kiếm gỗ thường và kiếm gỗ hoa văn rồi đúng không nào? Nếu được thì các bạn hãy lột cái này ra, dán lớp da hoặc lớp gì đó vào. Sau đó thì hãy kiếm một loại dây khác xịn hơn, quấn vào lại cái đuôi này để độ cây hoa văn đẹp hơn các bạn nha. Rồi, nếu mà các bạn người có hoa tay, và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cam. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybay.com. Đổi quà miễn phí ở tập 226.